Già nghèo mượn tiền chính người bạn thân, cái kết thật đau lòng. Ngày thường 39.000 anh em, nhưng thực sự nhờ cậy được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kính thưa quý vị và các bạn, một vị tỷ phú nổi tiếng đã từng nói, điều khó nhất là gì? Là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kỳ điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân của các quý nhân. Ngày nay, người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, bạn nhất định phải trân trọng. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người của bạn vào ngày mai. Sông có khúc, người có lúc. Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những lúc khó khăn cần tới sự giúp đỡ vay tiền của bạn bè. Lúc bạn ở đỉnh cao thuận lợi, suôn sẻ, người bên cạnh có thể nhiều không kể xiết. Những lúc bạn gặp khó khăn, người tình nguyện cho bạn vay tiền có được bao nhiêu? Cách đây không lâu, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát về việc giúp người khi khó khăn trong 2 tháng tại nhiều thành phố khác nhau. Tổng cộng có 60 nhóm tham gia hoạt động trắc nghiệm này và các thành viên thuộc mọi tầng lớp và mức thu nhập khác nhau, từ vài triệu một tháng tới vài trăm triệu một tháng. Nhiệm vụ của bài kiểm tra rất đơn giản. Trong 2 tháng tiếp theo tính từ ngày đồng ý tham gia thử nghiệm, những người tham gia được yêu cầu đặt giả thiết rằng họ cần tiền, tốt nhất là khiến bản thân trông nghèo nàn đến mức họ cần được giúp đỡ hoặc không thể lo được chi phí sinh hoạt cho mình. Tiếp theo đó, họ sẽ hỏi vay tiền của bạn bè để xem có bao nhiêu người sẽ đồng ý cho họ vay. Những người tham gia rất hứng thú với bài kiểm tra này và họ khá tò mò không biết những người bạn thường ngày thân thiết sẽ phản ứng ra sao khi họ gặp khó khăn. 3 tháng sau, chúng tôi sắp xếp thông tin nhận được từ nhiều nơi khác nhau và nhận được những kết quả rất ngạc nhiên. Đối với tầng lớp làm công ăn lương, mượn tiền khoảng 20 người bạn, trung bình chỉ có 3 người bạn đồng ý, cuối cùng chỉ có 1 người bạn thực sự cho vay tiền. Đối với tầng lớp trung lưu, mượn tiền của 30 người bạn, trung bình chỉ có 7 bạn đồng ý, cuối cùng chỉ có 4 người thực sự cho vay tiền. Đối với những người lương rất cao, hỏi 10 người bạn cho vay tiền, trung bình có 6 người trong số họ đồng ý và cuối cùng có 4 đến 5 người thực sự cho vay tiền. Từ những dữ liệu này, có thể thấy rằng dù bạn là người làm công ăn lương hay thành đạt trong xã hội, thì không phải bạn bè nào cũng nhiệt tình giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Mặc dù tỷ lệ ở các tầng lớp là khác nhau, nhưng nhìn chung, hầu hết bạn bè của bạn đều bỏ chạy vào những thời điểm quan trọng. Và điều này càng chứng tỏ rằng những người có thể giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn nhất mới là những người bạn thật sự. Bạn có cho bạn của mình vay tiền hay không? Tôi nhớ lại một sự việc xảy ra trước đó. Chính sự việc này và chuỗi sự kiện sau đó khiến tôi nảy ra ý tưởng bàn bạc với bạn bè khắp nơi để làm thử nghiệm về tiền bạc và thử lòng người nói trên. Khoảng thời gian trước đó, cậu bạn tên là Giang đã gọi cho tôi muốn vay tiền vì kinh doanh khó khăn và đang cần tiền để xoay vòng. Lúc đó tôi nghĩ cũng hơi lạ, vì chúng tôi cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, không thân thiết tới mức có thể vay tiền của nhau. Lúc đó, tôi hơi đắn đo không biết có nên cho vay hay không. Tôi nói với bạn Giang rằng, vì đang họp nên sẽ liên lạc với cậu ấy sau. Tôi nghĩ về nó trong hơn 10 phút, và quyết định cho cậu ấy vay tiền. Xét cho cùng, số tiền đó không phải là số tiền lớn đối với tôi vào thời điểm đó. Quan điểm của tôi là sẽ giúp đỡ nếu tôi có thể. Tôi nghĩ cậu ấy đang gặp rắc rối lớn, nếu không sẽ chẳng mở miệng để vay tiền những người không thân thiết như vậy. Nửa giờ sau, tôi chuyển tiền cho cậu ấy. Sau một tuần, Giang đã trả lại tiền cho tôi và mời tôi đi uống trà. Hai chúng tôi tìm một quán trà và cậu ấy kể về câu chuyện đi vay tiền khó khăn của mình. Cậu ấy đã nói rằng, cảm ơn vì đã đồng ý cho tôi vay số tiền đó. Tôi thật sự không hề hy vọng nhiều. Tôi hơi bối rối hỏi, sao cậu lại nghĩ như vậy?
Giang đã đáp lại với giọng nói mang chút bất lực. Tôi đã gọi 9 cuộc gọi trước đó khi gọi cho cậu, và cậu là cuộc gọi thứ 10. Khi cậu nói sẽ gọi lại sau, tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ phải gọi cuộc gọi thứ 11. Tất cả những cuộc gọi đó đều được gọi theo trình tự dựa trên sự thân thiết. Nhưng càng về sau, tôi càng trở nên thiếu tự tin. Vì vậy, khi gọi cho cậu, tôi cũng không dám hy vọng gì nhiều đâu. Sau đó, chúng tôi đã nói rất nhiều về chủ đề này. Giang đã xúc động nói, nếu không nhờ lần vay tiền này, tôi đã nghĩ mình có rất nhiều bạn. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, thì ra mình lại cô đơn tới như vậy. Lúc khó khăn lại chẳng có bạn bè nào giúp đỡ. Rất lâu sau đó, tôi luôn canh cánh về câu chuyện của Giang và tôi quyết định muốn thử xem liệu mình có cô đơn giống như cậu Giang hay không. Trước khi thử điều này, tôi đã gọi điện chia sẻ nó với Giang. Sau khi nghe xong, cậu ấy cười to và nói, tôi khuyên cậu đừng có mà làm liều, có thể nó sẽ khiến cậu cảm thấy trống rỗng lắm đó. Nói chuyện với Giang xong, tôi dở danh bạ và tìm ra một vài người bạn tôi thường xuyên qua lại, có mối quan hệ khá tốt. Trước đó tôi chưa từng mượn tiền của ai trong số họ, cũng không làm việc với nhau theo bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là thường chơi cùng với nhau khi đi nhậu uống cà phê. Trước đó, hầu hết tôi đều là giúp đỡ họ rất nhiều, và họ là bạn bè theo nghĩa thuần túy. Có 9 người trong danh sách của tôi, và hầu hết đều tự kinh doanh nên có khả năng tài chính rất tốt. Và tôi nghĩ vay vài triệu chắc không có vấn đề gì. Sau đó tôi gửi cho họ một tin nhắn với nội dung rằng hiện nay tôi đang gặp khó khăn nhỏ và cần vay gấp 10 triệu. 3 ngày nữa tôi sẽ trả lại cho cậu. Gọi lại cho tôi nếu cậu đang rảnh. Còn không, hãy gửi tin nhắn để tôi còn biết. Tôi đang khá cần gấp nên mong cậu trả lời tôi càng sớm càng tốt nhé. Tôi gửi tin nhắn vào khoảng 4 giờ chiều. Trước giờ ăn tối, tôi nhận được 7 tin nhắn trả lời và 2 cuộc điện thoại. Các tin nhắn được trả lời khá nhanh chóng, tất cả chỉ trong vòng 1 giờ, và 2 trong số đó lần lượt là 20 và 30 phút sau khi tôi gửi tin nhắn. Trong số đó, 7 câu trả lời đều có nội dung na ná như nhau. Thứ nhất, xin lỗi nhé, giờ tôi cũng đang gặp khó khăn, thật đấy. Nếu không thì tôi nhất định sẽ giúp cậu. Cậu tìm cách khác nhé. Thật sự rất xin lỗi. Thứ hai, chị dâu vừa mới vay tiền của tôi vào tuần trước. Nếu tháng sau chị ấy trả tiền, tôi có thể sẽ cho cậu vay. Nhưng tháng này thì thật sự tôi cũng không làm gì được. Xin lỗi nhé. Thứ ba, dạo này anh cũng đang kẹt lắm. Vừa rồi công việc kinh doanh cũng thua lỗ khá. Xém chút nữa là phải bán cả xe đi rồi. Thật sự xin lỗi nhé, nếu tình hình tài chính của anh tốt hơn thì anh chắc chắn sẽ cho cậu vay. Kể cả có là 100 triệu, anh cũng sẽ cho cậu vay. Nhìn vào 7 dòng tin nhắn này, tim tôi lạnh đi một nửa, nhưng vừa hay tôi cũng trông thấy có 2 cuộc gọi nhỡ. Một người không dài dòng văn tự, chỉ đơn giản một câu nói, gửi anh số tài khoản, anh chuyển cho cậu nhé. Còn người còn lại, dù con trai xảy ra chuyện nhưng cũng không hề tâm sự với ai. Thấy tôi nhắn tin cần tiền gấp, chỉ sốt sắng hỏi tôi xảy ra chuyện gì và sẽ nói lập tức chuyển khoản cho tôi. Giây phút ấy, tôi sâu sắc ngộ ra được đâu là bạn, còn đâu là bè. Bè là cả một danh sách dài dằng dặc trong danh bạ điện thoại, còn bạn thì tôi chỉ có 2. Những người đã giúp bạn sẽ luôn giúp đỡ bạn, nhưng người mà bạn đã giúp đỡ thì chưa chắc. Thậm chí nhiều khi chúng ta sẽ phải đau đớn nhận ra rằng mặc dù bạn điện thoại có tới hàng trăm số liên lạc, mặc dù bạn bè trên Facebook có cả hàng ngàn người, nhưng người thật sự đáng tin cậy lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta cần biết ai mới là người bạn thật sự của mình. Có như vậy thì khi thật sự gặp khó khăn trong tương lai, bạn sẽ biết phải tìm đến ai để được giúp đỡ, và cũng tiết kiệm được thời gian đi hỏi những người không đáng tin cậy. Nó không chỉ khiến bạn cảm thấy thất vọng, mà còn khiến người khác ngại ngùng, thậm chí làm lỡ việc. Tất cả chúng ta đều phải học được cách phân biệt đâu là bạn chỉ để chơi cùng và đâu là những người bạn mà chúng ta thật sự có thể dựa vào.
Những người qua lại để giải trí vui chơi, bình thường đi chơi bời xả chết với nhau, thôi là được, đừng làm phiền người ta. Nhưng với những người bạn mà bạn có thể thật sự dựa vào, hãy đối xử với họ thật tốt. Thành công thực sự không phụ thuộc vào có bao nhiêu người tâng bốc bạn khi bạn giàu sang, mà là có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, khi bạn thiếu tiền, ai sẵn sàng cho bạn mượn. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền nhất định phải là người trân trọng bạn. Họ cho bạn mượn tiền không phải vì họ có quá nhiều tiền để tiêu, mà vì bạn quan trọng hơn tiền bạc. Họ không đành lòng nhìn bạn tung thiếu, nên dùng hết tấm lòng của mình để giúp đỡ bạn trong trường hợp khẩn cấp. Còn những kẻ mượn tiền không trả thì lãng phí lòng tốt của người khác và hạ thấp nhân cách của mình. Không biết đền ơn, những kẻ như vậy thì nên tránh xa càng sớm càng tốt.